Ibon. Anh em thích dền Ibon thì lên dền Ibon cho anh em thôi nha. Rồi, Ibon 54 làm kiến trái phiên tiếp nha. Chai rượu hình ảnh như thế thì chạy đâu cho khỏi chứ. Đây, chảo em đường luôn là chảo đặc biệt cho anh em nha, đồng thời lên lỗ curry đó, thì có thể chảo gia công. Rồi ok, rim lông lên cấu hình trên đồng Ibon lòng kiến trái phiên 54 nha. Rồi bây giờ là cho em lên xe. Rồi ok anh em đã được gác lên trên xe rồi nha. Rồi, cấu hình của em là kết hợp với lại bình bông. Bô zin của ghim lùng móc tăng nha. Rồi, bây giờ Tuấn sẽ test em luôn. Test hoài ổng ga. Rồi sang cầu em nó chỉnh chu cho anh em chưa nha. Rồi với cộng dây đàn này thì anh em biết rồi nha, chở nước đá nha. Trái phiên nha. Thank you.
để tả em nha. Ok anh em, quài ống ra kiểm chứng em đã nó lên mượt mà cho anh em rồi nha. Một cái ót thì sau khi hoài ống ra kiểm chứng em, kiểm chứng xăng em xong là em nó đã mượt mà và trơn tru. Bây giờ tiếp theo là tửng sẽ giao xe về cho anh em để anh em tiếp tục vi vu hay bình xăng nha. Rồi với cấu hình Genibon lồng kiến trái phiên 54 kết hợp với lại bình bông và bô móc tăng theo vậy cho anh em đã xong. Thì clip tới đây Tửng xin tạm dừng. Tửng xin chúc tất cả anh em gần xa luôn thành công trong mọi công việc nha anh em, và mùa Tết này gặt hái thật nhiều thành công nha. Rồi Tửng xin chào và hẹn lại anh em với clip sau nha. Rồi tăng như thế nào cũng vậy, Ganty thì luôn dịu hiền. Đến khi anh em chạm tới ống ga của em nha. Rồi, Tửng xin chào, hẹn lại anh em với clip sau.